Thì ban đầu chỉ có hai thành viên đăng tải những cái clip, tụi em đăng tải những cái clip trên mạng xã hội thì được các anh chị, các cô chú ủng hộ nhiệt tình quá, rồi dần dần tụi em phát triển lên thì từ 2 lên 20 người, lên 50 người. Giờ thì hiện tại thì bên nhóm tụi em đã có hơn 400 bạn tình nguyện viên và đã thực hiện hơn 100 buổi ra quân trên và làm sạch 70 đến 80 con kênh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thu gom hơn 1.000 tấn rác. Thời điểm đầu ban đầu tụi em làm thì có rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là có ban đầu thành lập nhóm chỉ có 2 người thôi. Đó, rồi từ từ thì cũng làm khoảng đâu hơn 2-3 tháng thì bắt đầu mới phát triển lên thành 5, thành 10, thành rồi thời gian đầu thì ban đầu tụi em không có kinh phí nhiều và tự bỏ tiền túi ra mua những cái trang bị đồ bảo hộ giống như là găng tay hay là đồ bảo hộ như các anh đang thấy đó. Rồi thì với lại những cái buổi ra quân thì tụi em phải lúc đầu thì chưa có kinh nghiệm nhiều, phải làm việc như thế nào hay là phải mình quy trình làm việc chưa có nên là rất là nhiều khó khăn, với lại khó khăn về thời tiết hay là môi trường làm việc nữa. Bắt đầu mình nhìn thôi, là nhìn ở trên nhìn xuống thì thôi là tụi em rất là ghê, nhìn thấy ghê rồi, nhưng mà thật ra thì tụi em thì cũng đa số xuất phát từ con nhà nông, cho nên là mấy cái việc mà chân tay này thì cũng làm được đó. Thì lúc đầu nhảy xuống dòng kênh thì nước nó bắn lên người hay gì đó thì cũng rất là ghê, chỉ muốn về tắm, nhưng mà đã anh em hẹn kèo với nhau chốt kèo là phải cố gắng hoàn thành công việc thì cũng cắn răng làm cho xong. Thế làm xong thì thấy cũng nó bình thường thôi, cũng có đáng ghê như là mình nghĩ vậy. Cảm giác mà dọn xong một con kênh mà từ lúc nó nhiều rác mà xong mình nhìn lại nước nó trong veo, dòng nước nó chảy lên, cảm giác nó đã lắm anh, và cũng là cái nguồn động lực cho nhiều em làm những cái con kênh tiếp theo. Thật ra những cái việc mà tụi em làm, những cái hình ảnh hay những cái thông điệp mà tụi em muốn truyền tải trên tất cả các nền tảng mạng xã hội thì tụi em cũng mong muốn là được các mọi người đón nhận hơn. Mình có thể lan tỏa cái tinh thần yêu môi trường này tất không chỉ ở Sài Gòn nói riêng mà ở Việt Nam nói chung. Nếu có ra được ngoài cả thế giới thì nó càng tốt. Thứ hai thì cái mô hình của tụi em làm thì nếu mà một cái buổi ra quân mà đi hơn 1.000 người hay là 2.000 người thì nó đông thật. Nhưng mà cái khâu tổ chức nó rất là khó. Thì em cũng mong muốn là cái mô hình tụi em làm sẽ được nhân rộng trên nước Việt Nam, để có thêm nhiều các tỉnh xanh hơn nữa, không chỉ là Sài Gòn xanh. Và minh chứng rằng thì cái nhóm em làm thì cũng có rất là nhiều đội nhóm khác hưởng ứng xanh nữa, giống như là Biên Hòa xanh, Đồng Nai xanh hay là Bình Dương xanh, Sài Gòn xanh, Khát Vọng xanh hay là Đà Nẵng, Hà Nội xanh. Đó, có rất là nhiều đội nhóm hưởng ứng tụi em làm. Thật ra thì có buồn mà có không buồn. Buồn là mình thấy là cái thành quả của mình làm việc xong rồi quay trở lại thì nó vẫn như giày rác thì buồn, nhưng mà không buồn vì sao? Vì em biết rằng là cái việc mà để thay đổi ý thức một con người về vấn đề bảo vệ môi trường thì nó rất là khó, phải cần một cái quá trình rất dài mà mình vừa làm mà mình cứ tuyên truyền nó có thể tính bằng năm hay là hàng chục năm. Thế cho nên là tụi em đặt cái mục tiêu xa thì tụi em nghĩ đây là một cái chuyện không buồn, và mình cố gắng có động lực để mình cố gắng hơn trong cuộc sống hơn nữa, để là tiếp tục mở ra những hoạt động hay là làm để cho Sài Gòn xanh càng ngày càng phát triển hơn.
ngủ đi ạ, tại 8 giờ rồi. Em chịu á. Thank you.
Nước cái mặt lên. Cái này là gom hết cho em. Còn nó xong xử phạt. Trên cơ sở đó rồi phải nhắc nhở không được. Đó. Vào.
lên đây mà ít nước cũng sao. Thể thao không giảm ký được rồi. Nước mở đi ha. Thành một cái lo. Tính đập nữa hay gì vậy? Về ngủ mơ luôn nha. Cái này xong cái về lên bán xong. Hơi thấp hơn thiệt nha. Chắc rồi. Bạn rồi. Ê. Ngại cho các phòng ban bán hàng thì nó cũng tạm. Có phương pháp là để cho quét hay gì? Có bé thôi.
từ từ nè em. Em no quá à. Xuống nước. Xuống giùm cái ơi. Ở dưới không có người. Tôi tin là bạn làm được. Không sao, để tôi nhảy.